Chào mừng bạn đến với yêucây.vn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn nội dung về cách chọn cây cảnh hợp phong thủy với người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi là người ưa vui chơi, hội hè, thích ăn ngon, mặc đẹp, chuộng các chuyện về tình cảm và yêu đương. Tuổi Hợi thường có vận mệnh tốt và cuộc sống sung sướng, nhàn nhã nhất. Người tuổi Hợi có nhiều năm sinh như Tân Hợi 1971, mệnh Kim; Quý Hợi 1983, mệnh Thủy; Ất Hợi 1995, mệnh Hỏa; Đinh Hợi 2007, mệnh Thổ. Để tăng tài vận cho người tuổi Hợi, chúng ta cần dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc để xác định màu sắc cây phong thủy phù hợp với người tuổi Hợi. 1. Tuổi Tân Hợi 1971. Người Tân Hợi thuộc mệnh Kim, do đó người sinh năm 1971 nên lựa chọn các loại cây có lá ánh vàng hoặc màu trắng sẽ gia tăng vận khí cho người tuổi Hợi. Các loại cây phong thủy tuổi Tân Hợi: cây bạch mã hoàng tử, cây ngọc ngân, cây cung điện vàng, cây lan ý, cây kim ngân, cây kim tiền. Hoặc gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 có thể kết hợp các loại cây thuộc hành thổ vì đây là hành tương sinh của tuổi Tân Hợi. Lưu ý, người tuổi Tân Hợi 1971 phải tránh chọn những loại cây phong thủy có nhiều màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc mệnh hỏa để tài lộc không lụi bại, làm ăn buôn bán thua lỗ. 2. Tuổi Quý Hợi 1983. Người tuổi Quý Hợi 1983 thuộc mệnh Thủy. Khi lựa chọn cây cảnh phong thủy tuổi Hợi cần tuân thủ theo nguyên tắc, gia chủ Quý Hợi nên lựa chọn những loại cây có màu xanh nước biển của bản mệnh. Các loại cây phong thủy tuổi Quý Hợi, các dòng cây tùng như thủy tùng, tùng bồng lai, tùng la hán, cây thủy sinh. Bên cạnh đó, người sinh năm 1983 nên chọn các cây của mệnh Kim bởi theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy. Lưu ý, để tránh thất thoát tiền bạc, tài lộc, người tuổi Quý Hợi 1983 cần tránh những cây có nhiều màu nâu, vàng thuộc thổ hoặc cây thuộc mệnh mộc. 3. Tuổi Ất Hợi 1995. Người tuổi Ất Hợi 1995 thuộc hành hỏa nên phải sử dụng những cây có màu đỏ, tím, hồng thuộc mệnh hỏa sẽ giúp gia chủ tăng thêm tài lộc và may mắn. Những loại cây phong thủy tuổi Ất Hợi, cây phú quý, cây đa búp đỏ, cây vạn lộc, cây đuôi công tím, cây hồng môn. Hoặc gia chủ tuổi Ất Hợi 1995 cũng có thể chọn những cây thuộc mệnh mộc để gia tăng tài vận do mộc sinh hỏa. Lưu ý, nếu gia chủ Ất Hợi không muốn tiền ra như nước thì bạn lưu ý tránh trồng một số loại cây có màu xanh nước biển, màu đen, màu nâu, vàng, đây là các cây thuộc mệnh thủy. 4. Tuổi Đinh Hợi 2007. Người tuổi Đinh Hợi 2007 thuộc mệnh thổ nên hợp với khá nhiều cây để bàn. Những loại cây phong thủy hợp tuổi Đinh Hợi: cây lưỡi hổ, cây ngũ gia bì, cây lan quân tử, cây trúc phú quý. Bên cạnh đó, gia chủ Đinh Hợi 2007 cũng có thể đặt cây thuộc mệnh hỏa trong nhà để hút tài lộc, hỏa sinh thổ. Lưu ý, người tuổi Đinh Hợi 2007 nên tránh cây thuộc mệnh mộc, mộc khắc thổ nếu không muốn tiền bạc bị tiêu tan. Trên đây mình đã gửi tới các bạn cách chọn cây cảnh hợp phong thủy với người tuổi Ngọ. Chi tiết nội dung các bạn có thể tham khảo tại website yêucây.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.